Họa phương vô môn Duy nhân tự chiêu tìm ác chi báo Như ảnh tùy hình Thái tượng cảm ứng thiên Tập 87 Chủ giảng là Pháp Sư tịnh Không Địa điểm tịnh Tông Học Hội Singapore chư vị đồng học và mọi người phần trước đã đem tiện báo của cảm ứng thiên giới thiệu qua bắt đầu từ đoạn thứ 37 phía sau là một đoạn văn rất dài là nói về ác báo Hai câu mở đầu là đem nguồn gốc của ác báo nói ra cho chúng ta. Nếu như khởi điệp phi nghĩa làm việc trái lý. Ý nghĩa của hai câu nói này rất sâu. Người khi ngay xem thấy thì luôn lơ là là sơ ý qua loa đã lơ là danh tự của người xưa đều rất hàm xúc cảm ứng thiên văn hàm xúc rất ít đều nói được rất rõ ràng nhưng mà hai câu nói này thuộc về văn hàm xúc lý rất sâu Thế nào gọi là nghĩa Thế nào gọi là lý Hai chữ này Không những là học Phật Mà làm người ở thế gian Cũng cần phải tuân thủ Nếu như hai chữ này không còn nữa Thì thế gian này chắc chắn là thời loạn ở trung quốc thời xưa người viết lịch sử luôn dùng hai chữ này làm tiêu chuẩn ai phù hợp với tiêu chuẩn này thì gọi là chí sĩ là người chí lớn trong thiên hạ cũng tức là trị quốc trị được rất tốt xã hội an định phồn vinh đời sống của nhân dân rất hạnh phúc nếu như là thời loạn xã hội không an định không có trật tự đời sống nhân dân rất đau khổ đó chính là nghĩa và lý không có người tuân tụ nữa. Chúng ta ngày nay nhìn thấy xã hội này hình như rất phồn vinh. Khoa học kỹ thuật phát triển đem lại rất nhiều thuận tiện về đời sống vật chất cho con người. Nhưng mà nghĩa lý quả thật là không còn nữa. Vậy là xã hội ngày nay chúng ta thấy rất rõ ràng là giàu mà không vui đời sống vật chất tuy rất tốt nhưng tinh thần rất đau khổ lòng người bất an cho nên quý vị phải biết hạnh phúc chân thật là tâm an lý đắc tâm vì sao an vậy nghĩa lý họ đạt được rồi. Đạt được chính là họ đã hiểu rõ. Khởi tâm, độc niệm, hết tẩy, tạo tác. Đây chính là nói về đời sống chúng ta, làm việc, xử sự, sự đối người tiếp vật. Đều có thể phù hợp nghĩa lý, thì thân tâm sẽ an ổn, đi mới là hạnh phúc mỹ mãn chân thật nếu như nghĩa lý không rõ thì đời sống của chúng ta nhất định là thuận theo phiền não thuận theo tập khí những tập khí này đều là tập khí xấu chúng tôi thường nói nói rất đơn giản nói rất dễ hiểu là tập khí tự tư tự lợi tập khí ham muốn danh lợi tập khí tạo thập ác nghiệp những tập khí này hàng ngày đang tăng trưởng chưa hề nhìn thấy giảm bớt cho nên Thế kỷ 20 Rất nhiều người nói Đạo đức tiêu vong Đạo đức không còn nữa Nói thật ra Đạo đức vẫn còn cao hơn một bậc So với nghĩa lý Rốt cuộc vấn đề này ở chỗ nào Vẫn là thuộc về vấn đề giáo dục từ đại này không có người dạy nữa tại sao không có người dạy vì không có người nghe nguyên nhân ở trong đây rất phức tạp trung quốc Thời xưa Tuy nói là nghèo Nói sức nước yếu Nhưng mà Mỗi người đều có thể an cư lạc nghiệp Chúng ta quan sát tỉ mỉ Lịch sử trước đây Xưa nay Trong và ngoài nước Có thể nói một câu rất công bằng rằng lão bá tánh của Trung Quốc là lão bá tánh lương tiện nhất trên thế giới. Cái nhân tố lương tiện này, công lao, phải thuộc về sự giáo hóa của Thánh Hiền mấy ngàn năm. Thật không dễ dàng. nhưng mà theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật súng máy đại bác của phương tây đã phá đi văn hóa cổ xưa của chúng ta thế là tuổi trẻ thông thường đều mê tín văn minh vật chất của phương tây phủ định toàn bộ văn minh tinh thần của trung quốc nên đã tạo thành tai nạn của ngày nay chúng ta nghĩ đến ưu lo của cộng lão phu tử Hiện nay chúng ta nhìn thấy rồi Ưu lo của phu tử là Học rồi mà không giảng Có lỗi mà không tỷ sửa Hai câu nói này của lão dân gia ngài Là lời vàng ngọc Dạy học là giảng dạy giáo dục thánh hiền có lỗi thì lập tức phải sửa đây chính là hành vi phù hợp nghĩa lý học rồi không giảng ai hiểu được nghĩa ai hiểu được lý có lỗi không nhận không trị sửa còn cho rằng cái lỗi này là thiện là việc tốt vậy có nguy không cho nên tiếp theo mới nói một câu lấy việc ác cho là tài năng những tâm làm ra việc tàn hại đây là điều mà chúng ta thường hay nhìn thấy trong xã hội ngày nay ngày nay nếu như nói đạo thánh hiền Người thế gian nhìn thấy, nghe thấy, chê cười bạn Nói bạn lạc hậu Bạn không hợp thời đại Hoàn toàn không thể tiếp nhận Cho nên tranh nhau đi tạo ác nghiệp. Tự tư, tự lợi, tham sân si mạng ở trong tâm hàng ngày tăng trưởng. Trong đời sống, có thể nói là không ác nào không tạo. Vậy nên mới chiêu cảm đến tai nạn lớn hiện tiền. Thiên tai nhân họa nhân họa ngày nay chúng ta biết rồi đó là chiến tranh hạt nhân chiến tranh hạt nhân hoàn toàn không giống như trước đây loại chiến tranh hạt nhân này chính là tiểu tam tai mà trong kinh phật nói tiểu tam tai có thể đến trước thời hạn. Lời tiên đoán cổ xưa của phương Tây Hiện nay trên thị trường có rất nhiều Quý vị rất dễ dàng nhìn thấy Đều nói năm 2000 cuối thế kỷ này là ngày tận thế hôm kia hiệp hội hồi giáo mời tôi đi diễn giảng họ cũng đưa ra vấn đề này hỏi tôi họ hỏi trong kinh phật có phải cũng nói năm 2000 là ngày tận thế, phải không? Tôi trả lời với họ, ngày tận thế là người phương Tây nói. Khi tu giáo, Thiên Chúa Giáo nói, ở trong Phật Pháp không có nói. Ở trong Phật Pháp, chỉ nói là có tai nạn, chứ không phải tận thế. Bởi vì Pháp dẫn của Phật vẫn còn 9.000 năm. Pháp dẫn của Thích Ca Mâu Ni Phật là 12.000 năm. Hiện nay mới qua 3.000 năm. Phía sau còn 9.000 năm. Nhưng mà tai nạn chúng ta nghĩ tự có thể có. Tại sao vậy? Chúng ta biết được đạo lý của cảm ứng. Gieo nhân tiện được quả thiện. Gieo nhân bất tiện. Tất nhiên sẽ có quả báo bất tiện. đây là chiêu cảm đến thiên tai nhân họa nguyên nhân ở chỗ này cho nên học thì phải giảng chúng ta ở nơi đây phải nỗ lực mà đề xướng hiện nay ở nơi đây chúng ta có mười mấy vị pháp sư trẻ tuổi cùng nhau ở đây học tập tôi động viên họ khuyến khích họ có đồng tu ở nhà ưa thích nghe đạo lý thánh hiền tôi bảo các đồng học mỗi tuần đến nhà các cư sĩ để giảng một lần Giảng một giờ Hay một giờ rưỡi Tôi nghĩ Một giờ là tương đối thích hợp Vì người hiện nay tâm nhẫn nại không bằng trước đây Giảng dài thì họ không thích nghe Cho nên giảng một giờ Còn nửa giờ đi thảo luận Sau khi nghe xong nêu ra vấn đề Đi giải đáp, đi thảo luận mỗi tuần một lần như vậy. Cách thức này là trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung đã tiến hành rất nhiều năm. Tôi lúc đầu cầu học ở Đài Trung, hầu như mỗi tối đều đến nhà cư sĩ để nghe kinh. Ban đầu thầy tự mình đi. thầy không nghỉ ngơi. Thứ hai, giảng tại nhà họ Trư. Thứ ba, giảng tại nhà họ Lý. Thứ tư, giảng tại nhà họ Vương. Luôn phiên đi giảng. Tính chúng khoảng chừng mười mấy người. Người trong gia đình họ, bạn bè hàng xóm, đến mười mấy hai mươi người. Hàng ngày giảng, không có lúc nào nghỉ ngơi. Vậy sao? thầy huấn luyện chúng tôi giảng kinh thầy đã mở lớp lớp này mở được hai năm huấn luyện hơn hai mươi người hơn hai mươi người này sau khi huấn luyện thành công liền phân phối đến rất nhiều nhà cư sĩ cũng đều là luân phiên đi giảng cho nên tôi nói với các đồng học bạn học một bộ kinh này bộ kinh này chỉ ít phải giảng mười lần Cách giảng mười lần như thế nào vậy? Một tuần bạn giảng bảy lần. đều là đến nhà cư sĩ để giảng. Thứ hai ở nhà này, thứ ba ở nhà kia. Khi giảng ở mỗi một nhà, ủng cùng một quá trình môn học này, vậy thì đoạn kinh giang này bạn đã giảng được bảy lần đến tuần thứ hai thì giảng đoạn kế tiếp phía dưới không phải nói học xong một bộ kinh này thì mới giảng không phải vậy mà vừa xào vừa bán tuần này giảng phần này dù cho phần sau vẫn chưa học đến cách học của chúng tôi là như vậy cho nên mọi thứ học rất tinh chuyên học rất thuộc đích thực là phù hợp với lời dạy của phu tử học rồi thì phải giảng học không thể không giảng cái ý đó là bạn học xong một câu này thì bạn phải giảng một câu này học xong một đoạn này thì bạn phải giảng một đoạn này giảng mỗi ngày khuyên người khác cũng là khuyên chính mình Giúp mình sửa lỗi làm mới Đạo lý là ở chỗ này Nếu như phong khí dạy học tịnh rồi Khu vực này chắc chắn an định Người ở khu vực này Chắc chắn rõ lý Chắc chắn có trí tuệ Người rõ được lý có trí tuệ thì đời sống sẽ trải qua rất hạnh phúc. Bất luận đời sống hiện tại của chúng ta là giàu có hay là nghèo hèn, đều sẽ sống rất tự tại, đều sẽ sống rất vui vẻ. Bởi vì giàu sang hay nghèo hèn là trong đời quá khứ tu nhân khác nhau. Đạo lý đã hiểu rõ rồi. Thì người giàu sang an vui với giàu sang, người nghèo hèn an vui với nghèo hèn, xã hội này sẽ không loạn. Ngày nay, có rất nhiều người không hiểu cho rằng xã hội này loạn động là do chênh lệch giàu nghèo gây nên họ chỉ nhìn thấy hiện tượng này chứ họ không nhìn thấy được nguồn gốc của hiện tượng này xã hội chân lệch của cải là sự thật có thể làm quân bình được hay không không thể vì sao vậy mỗi người gieo nhân không giống nhau trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu làm sao có thể bảo dưa đậu hòa hợp biến thành một thứ được là điều không thể tại sao người xưa có thể quản lý xã hội tốt như vậy vì em đạo lý này giảng rõ ràng người nghèo hèn đã hiểu rõ ta trước đây không gieo nhân tiện hiện nay trải qua đời sống như vậy thì phải nên chấp nhận cần phải tiếp nhận họ sẽ rất hoan nghĩ họ sẽ không làm loạn người giàu sang có nhiều tiền của là do thường hay bố thí cứu giúp người nghèo khó trước đây xã hội an định là do đạo lý như vậy tạo nên người giàu sang biết được tại sao mình giàu sang là phước báo do trong đời quá khứ bố thí mà có được. Hiện nay đã có phước báo rồi, ta càng phải bố thí hơn. Hy vọng phước báo đời sau lớn hơn. Họ hiểu rõ đạo lý này nên hoan nghị bố thí. Người nghèo hèn cũng hoan nghị tu phước. Tu phước thì sẽ không tạo nghiệp. Sẽ không làm những việc tổn người lợi mình. Tổn người lợi mình là không phải tu phước. Mọi người tâm tiện, ý tiện, hạnh tiện thì xã hội này sao mà không tốt được? Đương nhiên là hài hòa. Nếu như chúng ta nói về chủng tộc thì cũng có thể nói như vậy. Giàu có là một chủng tộc, nghèo khó cũng là một chủng tộc. Hai chủng tộc này có thể chung sống hòa mục, có thể hỗ trợ hợp tác, ở trong đây sẽ không sinh ra mâu thuẫn, sẽ không xảy ra xung đột. Vậy là vấn đề xã hội đã được giải quyết rồi. Tông chỉ dạy học của Phật Pháp, mọi người đều biết. Tổ sư Đại Đức tự nói Phá mê khai ngộ lìa khổ được vui được vui là ngay hiện tại liền được vui quyết không phải nói đời sau đời sau nữa đời sau đời sau nữa chúng ta vẫn không nhìn thấy hiện nay liền được vui vào thời xưa ở trung quốc đại lục người ăn mày người ăn xin mà nghe được phật pháp họ cũng vui mừng vô cùng tại sao họ vui mừng vậy lý đã hiểu rõ đạo đã hiểu tuy là ăn mày nhưng của phi nghĩa họ không lấy họ không cần họ giữ bổn phận của họ đi quả thật là điều đáng quý đáng được người tôn kính xã hội gọi họ là nghĩa cái họ là người ăn mày ăn mày đạo nghĩa thích cam udi Phật, năm sư còn tại thế Phương thức sinh hoạt là khất thực Cũng là đi bưng bát từng nhà Ngài thực sự có trí tuệ, có đạo đức, có học vấn. Ngài chọn lấy loại phương thức này cho chúng ta bài học rất lớn. Ngài dạy chúng ta điều gì vậy? Không tranh với người không cầu nơi đời Vậy đời sống của bạn liền được đại tự tại Cho nên Tâm của Ngài Thanh tịnh biết bao Vui sướng biết bao Trong tâm không có lo buồn Không có phiền não Không có dương mắt Đời sống trải qua đơn giản như vậy Đời sống càng đơn giản càng khỏe mạnh Thích Ca Bồ Đi Phật trụ thế Nói thật ra Ngài có thể tùy ý Tường trụ thế gian Đáng tiếc Người thông thường như chúng ta đây Đã sơ xuất không có khải tịnh Cầu Ngài trụ thế lâu thêm mấy năm chúng ta đã sơ xuất ma nhân cơ hội ma dương ba tuần gặp thích ca mâu ni phật yêu cầu thích ca mâu ni phật hãy mau diệt độ không nên tượng trụ thế gian ma đến yêu cầu phật cũng gật đầu nhận lời với ma thích ca mâu ni phật là ra đi như vậy Sự việc này cũng là dạy cho chúng ta một bài học. Tại sao chúng ta không tịnh Phật trụ thế? Tập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền trong mười nguyện đã dạy chúng ta tịnh chuyện Pháp Luân tịnh Phật trụ thế chúng ta lại không tịnh bị ma tịnh mất. Đây là sai lầm của chúng ta. Phật cho chúng ta sự cảnh tỉnh này Ở trong đây có hai sự việc Thứ nhất là Thân cận tiện tri thức Cơ duyên này Hiếm có, khó gặp Nhất định phải nắm lấy thật chặt Thứ hai là phải tịnh Phật trụ thế, phải tịnh chuyện Pháp Luân. Nói thật ra, tập Đại Nguyện Dương của Bồ Tát Phổ Hiền, hai điều này là chủ yếu, là quan trọng nhất. Tịnh chuyện Pháp Luân chính là dạy học. Bốn nguyện phía trước chính là sửa lỗi. Lệ kính chư Phật, xưng tán như lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chứng. Đây là sửa lỗi. người có thể sửa lỗi thì có thể thường tùy phật học muốn thường tùy phật học thì phật phải trụ thế mới được phật không trụ thế chúng ta học với ai cho nên mới có đại nguyện tịnh chuyện pháp luân tịnh phật trụ thế phật bồ tát đích thực là như vậy Ở trong Kinh Đại Thừa Chúng ta nhìn thấy rất nhiều Chúng ta tin tưởng sâu sắc Không có hoài nghi Chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát liền ứng Cảm ứng đạo giao Tơ hào không sai Chúng ta có tâm Muốn học Phật Pháp thì Phật Bồ Tát liền ứng hóa tỳ hiện đến nơi đây. Nếu không có tâm nguyện này, thì Phật Bồ Tát không đến. Đến sẽ không có ý nghĩa, không có tác dụng. Cho nên Phật Bồ Tát có trụ thế hay không? Phật Bồ Tát có đến giáo hóa hay không? Vấn đề ở người bên này chúng ta có chịu học hay không? Thật học hay không? nếu thực học thì Phật Bồ Tát sẽ đến ngay. bề ngoài tuân theo còn sau lưng lạp trái thì Phật Bồ Tát không đến. vì vậy phải hết lòng học tập. cho nên phải hiểu được nghĩa lý, tuân theo nghĩa lý thì chắc chắn được tuyệt báo. Trái ngược nghĩa lý thì là đại ác. Vì vậy, chúng ta lấy hai câu này làm cương lĩnh. Việc này rất có đạo lý. Những sự việc nào trái ngược với nghĩa lý vậy, từng điều từng điều dưới đây sẽ nói rõ cho chúng ta. Thật ra, loại ví dụ này không sao kể hết. Điều ra mấy điều Hy vọng chúng ta từ trong mấy điều này có thể lĩnh ngộ. Chúng ta hiện tại đối người, đối việc, đối vật, cách nghĩ, cách nhìn, cách làm đều là ác. Không phải thiện. Chỉ có hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi thì chúng ta mới có thể quay đầu. Đoạn ác hướng thiện không những có thể cứu mình còn có thể cứu vãn xã hội còn có thể giúp đỡ chúng sanh đó chính là đại thiện tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta dạng đến đây nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh gọi cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật Việc dịch Ban biên dịch Pháp âm tuyên lưu diễn đọc Phật tử thiền quang